Sao kê một bộ phim mình nổi đình nổi đám mấy tháng nay. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc khán giả tẩy chay những nghệ sĩ mệt chết, biến thái. Có như vậy thì họ mới phải uốn lưỡi 3 tỷ 2, ấy quên, 2 tỷ 3 lần trước khi muốn thốt ra một cái điều gì đó để hít hà trọn vẹn một cái drama thì tôi cần nhiều thứ lắm để tăng cái độ hưng phấn khi thưởng thức những tập phim sao kê dài lê thê. Thứ nhất, tôi dòm vào pháp luật và đặt giả sử này giả sử nọ chứ không có phán xét lõ chai gì đây nha. Giả sử như cái chuyện ăn chặn là có thật thì cái keyword để tìm kiếm trên Google là khung hình phạt cho tội lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt nhan sắc đời trai, không phải tài sản. Và nếu như cái chuyện ăn chặn là không có thật, dựng chuyện, bịa chuyện thì khung hình phạt cho tội không vú, ý tôi là vu khống. Ok, và đặt giả sử để tìm coi chơi vậy thôi chứ để mà phạm tội được thì nó cũng dễ mà nó cũng khó. Thò một chân qua là phạm tội ngay, thành tội phạm ngay. Cái thứ hai nữa là không hết coi đồng nghiệp họ nói cái gì. Cái chuyện hậu trường á nó vui lắm luôn á, tôi nói thiệt vui lắm luôn á. Có thể là bạn thấy một anh MC nói chuyện rất là hài hước, hoặc là một diễn viên chia sẻ những câu chuyện rất là đời, hoặc có thể là một ca sĩ hát rất là hay ho trên màn hình hoặc trước công chúng, thì có thể là bạn thấy như vậy. Nhưng phía sau máy quay, sau cánh gà thì đó lại là một câu chuyện khác. Mà thôi, tôi không có nói xấu ai ở đây hết á. Nghĩ xa hơn một chút xíu là sau khi mọi chuyện đã rõ trắng đen thì cái hậu quả của người đó và những người liên quan, những thành phần liên quan thì nó sẽ như thế nào. Hay á. Thứ ba nữa là tìm đọc, nghe, coi những cái nhà số học họ phân tích ra sao. Chiều nay về con gì, đài nào. Sau những cái tập phim mà sao kê dài lê thê thì có vẻ như cái môn kiểm toán và kế toán nó cũng rất là nhảy múa. Thứ tư nữa là khi hóng thì phải hóng cho nó đầy đủ. Hóng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ người trong cuộc đến người trong kẹt. Và cuối cùng, ta có một cú hít hà thật là phê mà đéo ai rách mũi được. Thực ra làm từ thiện á, thì tất nhiên nó phải từ cái tâm, mà cái tâm phải tỉnh. Và mà cái tâm buồn ngủ thì thôi, tốt nhất là đi ngủ một giấc đi rồi tỉnh dậy làm tiếp. Tôi thì cũng có 3 năm cùng một số anh em ở Vũng Tàu xây dựng và duy trì hoạt động của một nhóm tình nguyện. Thì cũng có rất là nhiều hoạt động hay ho, ví dụ như trao quà cho các em, tổ chức trung thu cho các bé, bán dưa, lượm rác, rồi bán bông, rồi nhiều lắm, nhiều thứ hay ho lắm. Nếu mà bạn nào thích thì chờ clip sau tôi sẽ chia sẻ cách làm tình nguyện viên một cách sáng suốt và hợp lý. Ok, bye bye và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thưởng thức bộ phim sao kê dài lê thê vui vẻ, đừng có quạo.